công việc cả ha. Một lần nữa tôi xin cảm ơn các bạn đã tổ chức chương trình và xin chúc các em sống hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Lần nữa tất cả các học trò của cô xin chúc cô sống lâu mạnh khỏe và hy vọng năm nào cũng gặp được cô. Mời tất cả quý vị các thầy cô và các bạn đồng môn chúng ta cầm ly để chúc mừng ngày lễ hôm nay. Ngày ở đâu, đứng ở đâu, chạy.
Chúc sức khỏe tất cả mọi người nhé. Xin mời các bạn mỗi năm ta lại đông đông này, đủ thêm người đến cho đông. Thì cảm ơn. Thế này thôi, thì là không có chuyện gì. Là xin được nhắn